I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought. Hello mọi người, Mai đang đi vô trong Walmart cả nhà. Cái này đi vô mua mấy cái bao mà Ziploc á. Cái Ziploc đựng đồ ăn đó ở nhà hết trơn này. Mùa này sắp sửa mùa Halloween rồi cả nhà. Để ba cái trái pumpkin ra này, trái bí đỏ ra bán này. Wow, bự quá trời là bự này ha. 5 đồng mấy một trái. Tháng này là nó trưng ba cái quần áo cho mùa thu rồi. Đầm này cũng dày, mặc cho mùa này được này. Bên trong mặc cái dưới quần. Đồ ở Walmart này thì mình mặc đi làm, đi lụng, đi chợ búa thì ok. Ba cái chất vải của nó cũng không có được tốt lắm á, nhưng mà giá cả phải chăng. Mua rẻ rẻ mặc ấy. Chợ búa đi làm này kia đâu có cần mặc ba cái đồ sang trọng quá làm chi. Cái đầm này cũng đẹp này. Đầm này mặc khoác cái ở ngoài khoác cái áo len mỏng mỏng mùa này. Bánh quá trời cả nhà này. Blueberry muffin. Cái loại này cũng ngon này. Cái này là chocolate chip. Mình thì mình không có thích ăn ba cái đồ bánh của Mỹ nhiều, nó ngọt. Mua cái loại 200 cái này, bữa hổm cái này nhà mình dùng này. 200 cái thì cái này 300 mới. Cái này 5 đồng mấy này, mua 300 cái đi. Nó còn nữa. Ừ, mua cái loại 300 cái, mua một hộp được rồi. Để 300 rồi. Cái nữa. Đấy. Cha này đái đường mà tối ngày đi vô hàng bánh là muốn mua mà. Sorry. Yeah. Bánh ở BJ, mua BJ ngon hơn, đứng mua ở đây. Thấy giờ người ta này, nó trưng này. Trưng đồ của Halloween này, đẹp không? Đủ kiểu hết này. Cái này là đây này, nó có hình này. Đó, ai muốn mua kiểu nào thì có kiểu đó. Đây dép dễ thương không cả nhà này? 10 đồng. Con này con à, quay gần cho cả nhà mình coi. Con này con kia này. Dễ thương ha. Con kia. Trời ơi. Cái hình kia cao chưa? Ôi có móng nhọn ma quỷ này. Gớm không? À, trả tiền xong hết trơn này. Ra xe rồi ông chồng. Ông chồng mình ông nói là cái chai giặt quần áo này để cho thơm á. Ông nói ở dưới basement á quá trời là có mấy cái chai này, còn mấy cái chai là nhiều lắm. Bây giờ mình phải mang vô mình return. 13 đồng, chai này 13 đồng. Ở dưới basement bữa hôm á bán nhà xong rồi dọn nhà qua bên này á. Ở dưới basement nó xách cả đống qua bên này. Mấy cái chai shop tên là bằng nước á. Chai này nhiều, bây giờ mình phải mang vô return rồi cả nhà. Bây giờ đã trả, đã return được rồi đây. Lấy lại 13 đồng mấy chục sen. Đi vô trong nó đang xếp hàng cả nhà. Đang xếp hàng trả đồ. Tự nhiên con khùng nó làm trong đó đó. Làm như nó đi tới đi lui sao. Nó tới nó hỏi mình á. Nó nói mày bật cái máy quay của mày lên. Mình nghĩ trong bụng mình là ủa, mình đâu có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà trời tự nhiên nó gọi mình bật cái máy quay lên cả nhà. Mình bật lên, nó nói là mình không có được quay ở trong cái quầy đó. Bây giờ tao muốn gặp manager của mày, muốn gặp người boss của mày ra đây.
mày làm cho tao không có được feel comfortable, nghĩa là không có được thoải mái. Thế xong nó đứng nó xin lỗi mình. Nó nói tao xin lỗi mày là bởi vì cái luật đó là mày không được quay trong này. Và Mai mới hỏi nó đó, và tất cả những nhân viên làm trong đó. Mai hỏi là bây giờ có một cái bằng chứng nào là không cho người ta mà quay phim ở trong một cái tiệm này. Có những cái giấy dán này kia, bằng chứng dán ở trên tường hay không? Xung quanh, nhìn xung quanh là không có một tờ giấy nào để mà dán giống như là không cho những người vào shopping, quay phim này kia trong này. Đó, có cái tờ giấy đó dán ở trên tường các nơi ở trong tiệm này không? Trong Walmart không? Nếu mà có đó thì mình chấp nhận, mình đứng ra mình xin lỗi. Nó nghĩ là tiếng Anh, tiếng U của người Á Đông á, không biết đó, cho nên nó ăn hiếp vậy đó. Mấy người nhân viên trong đó cũng đứng ra xin lỗi dùm nó luôn, nói là nó mới vô làm, nó không có biết. Thôi mình cũng bỏ qua luôn chứ làm lớn làm chi. Đi Walmart xong rồi mình ghé qua ở Xmart này cả nhà. Từ hôm mà Xmart này mở đó mình nghe danh đã mê cả tuần nay, hai tuần nay rồi mà mình chưa có đi, bữa nay là mình đi thử này. Walmart, cái Xmart này nó nằm kế Walmart. Tiện đường là đi luôn. Rồi trong này coi có trái gì đó, trái gì mà có lông lông quên rồi ta. Lớn dễ sợ luôn, lớn thiệt chứ. Cái chỗ này là hồi xưa là tiệm rượu, bây giờ tiệm rượu nó mù ao rồi, giống như nó làm ăn không có được, nó mù ao rồi. Thì cái Xmart này thôi. Bây giờ mình đang đi. Quá trời là càng cua tuyết này cả nhà. Bao nhiêu một thao đây? 21 đồng 99 một thao. Ui ồ, cái càng cua gì mà nó thấy gai không vậy? Cái này cũng 21 đồng 99 một thao. Mọi bữa là 34 đồng 99, giờ xuống còn 21 đồng 99. This one. Yeah. Only là no more. No more? Yeah, that's very big. Yeah. This one. Big one. This one. 17, 18. Oh. 16, yeah. 17. You pick one meat. Oh, yeah. A lot of meat, right? Yeah, yeah. Very cool. Thank you. Yeah. Trái măng cầu dài này là 5 đồng 99 một thao. Mỗi bữa 10 đồng một thao, bây giờ xuống 5 đồng 99. Mình mua thử trái ăn coi, không biết có ngon không. Mua thử trái thôi. Nhà mình không có ai ăn, còn mình ăn nè. Ở đây quá trời bán giò heo rồi cả nhà. Giò heo hầm thuốc bắc này. Wow, còn nóng hổi á. Ô, mua về ăn có lý đó. 19 đồng 99 một bịch này. Bắp này. Bắp cũng vừa nóng hổi luôn. Cái này cái gì đây? À, bán khoai lang luôn này cả nhà. Hai củ khoai lang á 4 đồng. Luộc sẵn nó bán cho mình luôn này. Có lý không? Quá trời đồ ăn ngon cả nhà. Này, chi này. À, cái gì phô mai chiên này. Há cảo nè. Wow, quá đồ ăn ngon, quá trời đồ ăn ngon luôn. Ui, chả cá nè. Này, bánh này cũng ngon này cả nhà, mình ăn qua này, bánh này cũng ngon lắm. Wow, đá thiệt. Ôi, có lòng dồi luôn này. Nhiều lắm, nhiều đồ ăn lắm cơ. Cái thịt heo phẩm thuốc bắc để lạnh. Ham ghê luôn á. Ủa hả, nó có bán bắp Việt Nam mình á. Mà nó nấu chín, nó hâm nóng luôn, nó làm nóng luôn. Đã vậy. Hai cái 5 đồng với mà đá. Cái nào cái video tới đây Mai xin kết thúc nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà ở video kế tiếp. Mai xin chào tạm biệt. Bye bye cả nhà nhé. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.